tin giáo sứ Lộc Ninh hợp mặt vào thánh lễ tuyên hứa huynh đoàn thánh thể tại giáo sứ Lộc Ninh. Chiều thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2018, huynh đoàn thánh thể thuộc hai giáo sứ Lộc Ninh và Lộc Thiện đã cùng quy tụ về giáo sứ Lộc Ninh để sinh hoạt hàng tuần và cũng để tham dự thánh lễ tuyên hứa cho các tân hội viên của huynh đoàn. Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Trung Chánh, trưởng ban sứ vụ dòng thánh thể chủ tế, cùng đồng tế có cha Phêrô Phan Văn Toàn, chán sứ giáo sứ Lộc Ninh, cha Paulo Maria Nguyễn Thanh Quang, tân giám đốc huynh đoàn thánh thể Việt Nam, cha Đa Minh Trần Dũng, cha Giuse Nguyễn Đức Thắng và cha Augustino Bùi Văn Hùng Phúc, cùng thuộc dòng thánh thể. Trong thánh lễ, cha chán sứ phêrô cũng là cha linh hướng của huynh đoàn thánh thể tại giáo sứ Lộc Ninh và Lộc Thiện, đã nhận lời tuyên hứa của 61 tân hội viên, trong đó có 44 hội viên từ giáo sứ Lộc Ninh, và 17 hội viên từ giáo sứ Lộc Thiện. Đồng thời, cha chánh sứ Phaero cùng cha Đa Minh đã trao vi bằng tuyên hứa cho các tân hội viên. Cuối lễ, đại diện huynh đoàn thánh thể của hai giáo sứ đã có lời tri ân tới quý cha thuộc dòng thánh thể đã không quản ngại đường xá để về với giáo sứ Lộc Ninh. Đáp lại, cha Paulo Maria Nguyễn Thanh Quang cũng đã có lời cảm ơn và chúc mừng tới cha chánh sứ giáo sứ Lộc Ninh cùng toàn thể hội viên huynh đoàn thánh thể từ hai giáo sứ lộc ninh và lộc thiện cách riêng là các tân hội viên vừa tuyên hứa